Sau một thời gian kiểm soát số ca mắc với chiều hướng giảm dần, biến thể phụ BA.4, BA.5 đã xuất hiện tại những thành phố lớn ở Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này làm dấy lên những lo ngại về một đợt dịch bùng phát tiếp theo. Các chuyên gia đã có những khuyến cáo gì trong bối cảnh dịch bệnh này? Chiều ngày 5 tháng 7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về 3 trường hợp mắc COVID-19 nhiễm biến thể mới Omicron BA.4 và BA.5 ghi nhận trên địa bàn. Trước đó, thông tin tại phiên họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức chiều ngày 1 tháng 7, ông Vũ Cao Cường, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, kết quả giải trình tự gen của Bệnh viện Bạch Mai có 3 người tại Hà Nội nhiễm biến chủng BA.5. Theo tiến sĩ Sucrose Ekland, quyền trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Việt Nam, Việt Nam có một hệ thống giám sát bệnh cực kỳ tốt. Điều này có thể giúp chính phủ Việt Nam phát hiện sớm các nhóm gen hoặc là các biến chủng mới. Các biện pháp đang triển khai thực hiện là cần thiết để phát hiện và khẳng định các ca bệnh mới, thêm vào đó là vaccine. Tiến sĩ Socorros S. Kalan nhấn mạnh, những gì chúng ta biết đến thời điểm hiện tại là các biến chủng, các nhánh BA.4 và BA.5 có khả năng lây lan nhanh hơn. Chúng ta chưa biết chính xác liệu độc lực của nó có cao hơn không, nhưng vaccine hiện tại chúng ta đang sử dụng có hiệu quả chống lại các biến chủng BA.4 và BA.5. Để phòng bệnh, giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, bằng các biện pháp ngăn chặn cơ học hay biện pháp hành chính xã hội sẽ không tạo sự đồng thuận hoặc sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Giáo sư tiến sĩ Phan Trọng Lân nói, vì vậy, xin tiếp tục là một yếu tố rất quan trọng. Khi tiêm mũi 3, mũi 4, vaccine COVID-19 chúng ta sẽ củng cố thêm miễn dịch và đặc biệt là sẽ phòng được biến thể phụ BA.5. Nếu nhiễm bệnh, thì bệnh cũng sẽ nhẹ hơn sau khi tiêm các mũi nhắc lại. Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cũng thông tin, theo nghiên cứu, khả năng miễn dịch của vaccine hay sau khi đã mắc COVID-19 sẽ giảm dần theo thời gian. Cụ thể là sau 4-6 tháng, do đó nếu chúng ta tiêm nhắc lại định kỳ sẽ duy trì được miễn dịch. Vaccine COVID-19 đã chiếm một phần quan trọng trong việc kiểm soát dịch trong những đợt bùng phát vừa qua. Hy vọng rằng với những nỗ lực tiêm chủng trong thời gian tới, nước ta cũng sẽ không còn phải quá lo lắng về xuất hiện những biến chủng phụ mới.